không dâng lên quá cao và không để cho đối phương tập kích. Những phương án của Miura rõ ràng đang giúp cho đội tuyển Việt Nam bắt bài được lối chơi của Philippines. Sự thay đổi người của Thomas Nouli cũng chưa mang đến những hiệu quả nào đáng kể về mặt lối chơi trên sân. Văn Quyết đầy khôn ngoan, Thành Lương, cú đá hay. Thường hoàn lại cú đá mà bóng đi liền khiến cho thủ thành của đội bạn có nối thêm tay cũng khó làm có thể ngăn cản. Ba bàn thắng mà đội tuyển Việt Nam ghi được trong trận đấu ngày hôm nay đều là những bàn thắng mà rất hiếm khi các cầu thủ của chúng ta ghi được ở những trận đấu quốc tế. Pha sút xa của Hoàng Thịnh, tình huống băng xuống tuyệt vời của Minh Tuấn và vừa rồi là cú sút bằng chân trái rất kỳ diệu của Thành Lương. Tất cả đều mang đến những cảm xúc khó quên dành cho đội tuyển Việt Nam. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống này. Một vị trí mà chắc chắn là rất khó ghi bàn. Nhưng Thành Lương vẫn tạo nên một cú sút xa bằng má ngoài chân phải. Một tình huống mà Thành Lương đã khiến cho thủ thành của đối phương một lần nữa phải bất ngờ. Bóng đi với một quỹ đạo đúng là khó đoán và lời giải. Nơi hàng phòng ngự của Philippines là rất khó khăn. Cú đá chân trái quá đẹp mắt của Thành Lương. Chúng tôi đã từng nhớ về bàn thắng của Vũ Phong. Rất hay. Thêm một bàn thắng hay nữa từ Mỹ Đình và đó là pha rút ngắn cách biệt.